Cái nội dung số 2 đó là chúng ta đi vào tìm hiểu nội dung hay là cấu trúc cũng được của phép biện chứng duy vật. Thì nội dung này mình đã giới thiệu ở phần đầu rồi. Nó có hai nguyên lý, nó có 6 cặp phạm trù và nó có ba quy luật cơ bản. Đấy, theo đúng cái logic mà giáo trình trình bày đi từ ngoài vào trong, đi từ nông đến sâu tìm hiểu về hai nguyên lý, tìm hiểu về 6 cặp phạm trù sau đó tìm hiểu về ba quy luật cơ bản. Thứ nhất, đó là chúng ta tìm hiểu về hai nguyên lý của phép biện chứng duy vật. Thế thì ở phần này chúng ta họ tìm hiểu thêm này nguyên lý là gì? Nguyên lý là gì? Thì nội dung này các em đọc thôi, mình không uh, mất thời gian ở nội dung này, mình vào những cái cần thiết cho các em thôi. Thứ nhất các em tìm hiểu về nguyên lý đầu tiên, đó là nguyên lý về mối liên hệ phổ biến. Bắt đầu nội dung này phải hết sức quan tâm. trong tài liệu của các em ấy người ta sẽ trình bày quan điểm siêu hình và quan điểm biện chứng về vấn đề này tuy nhiên thì nếu mình dạy ở trên lớp thì mình thường mình cũng không nhắc đến điều này tại sao như vậy bởi vì nội dung ba nhỏ các em nhớ là nội dung ba nhỏ của phần một la mã trong chương một người ta đã bàn về phương pháp biện chứng và phương pháp siêu hình Đấy, phương pháp biện chứng xem xét sự vật như thế nào pháp siêu hình nó như thế nào hai cái nó đối lập nhau trong việc xem xét thế giới cho nên ở đây các em có thể tham khảo cái kiến thức ở chỗ này các em nhớ là có thể tham khảo kiến thức các em có thể đưa vào trước khi đi vào nguyên lý mối liệu phổ biến ấy, thì phân tích nội dung bên trong ấy thì các em có thể trình bày cái này các em nhớ là các em có thể trình bày cái này nhưng cái này không phải là cái ưu tiên người ta cho các em đi các em trình bày người ta chứng minh rằng à cái người này rõ ràng là hiểu được vấn đề hiểu được cái lịch sử vấn đề thì đưa thêm cái quan điểm này vào và đây chính là một trong những cái điểm có thể là ưu tiên người ta có thể ưu tiên hơn một chút trong quá trình chấm điểm thôi chứ nó không phải là cái chính Đấy, cho đây ở đây nhá thì lưu ý các em là quan điểm siêu hình quan điểm biện chứng nhà đã giải quyết ở phần ba uh, nhỏ của phần một la mã chương một rồi thì không bàn đến nội dung này nữa nó cái kia nó còn rộng hơn rất nhiều tiếp bây giờ các em chú ý này đi vào nguyên lý về mối liên hệ phổ biến thì các em phải tập trung cho mình có những dạng câu hỏi sau. Cái nội dung này buổi ôn về phương pháp, kỹ năng làm bài mình không thể bao trùm được tất cả các nội dung. Cho nên trong quá trình dạy bao giờ mình cũng lồng vào, lồng vào cả phần có thể là phương pháp dạy, phương pháp học như thế nào, ôn thi rồi làm bài như thế nào. Thì các em hãy chú ý những cái nội dung này nhé, phải tập trung. Tức là cái nguyên lý về mối liệu phổ biến này, nó có các cái dạng câu hỏi sau này. Cái câu hỏi thứ nhất người ta hỏi rất đơn giản, người ta hỏi kem yêu cầu luôn là người ta hỏi trực tiếp luôn tức là anh mà hoặc chị hãy trình bày nguyên lý về mối liên hệ phổ biến rút ra ý nghĩa pháp luận. Trình bày nguyên lý về mối liên hệ phổ biến và rút ra ý nghĩa phương pháp luận. Đấy là câu hỏi rất phổ biến. Câu hỏi đó thì các em nên nhớ rằng là nếu câu hỏi này theo cấu trúc của đề thi đó ví dụ như là ta có cấu trúc là cấu trúc là chương 2 có hai câu ấy và chương 3 có một câu ấy thì cấu trúc nó là 336 334 đấy thì câu này sẽ là câu 3 điểm Các em nên nhớ là một câu 3 điểm mà người ta hỏi chúng ta cả nguyên lý và cả ý nghĩa pháp luận thì trong quá trình làm bài các em phải rất rất linh hoạt không phải cái gì cũng ví dụ không phải cái gì cũng phân tích bởi vì các em làm như vậy là các em thất bại các em không sáng tạo trong quá trình học rồi trong quá trình thi rồi thì các em không có điểm cao đâu. Người ta hỏi cả nguyên lý mà cả ý pháp luận như vậy thì rõ ràng câu này được có 3 điểm thì các em phải làm sao? Trước hết là các em phải làm đến những nội dung cơ bản có phân tích. Các em nhớ là nội dung cơ bản nó chỉ chiếm 30-400 số điểm thôi, phải có phân tích. Nhưng mà không phải là nội dung nào cũng phải lấy ví dụ. Thậm chí không phải một ví dụ mà lại hai ba ví dụ làm như vậy là không thể được. Vì kiến thức nó quá lớn. Đấy là câu hỏi dạng thứ nhất nhé cái câu thứ hai nó cũng về cơ bản nó giống vậy thôi. Phân tích nội dung nguyên lý về mối liên hệ phổ biến và rút ra ý nghĩa pháp luận. Đấy, nội dung nguyên lý này và sau đó rút ra ý nghĩa pháp luận về cơ bản. thì em thấy là nó chỉ khác được thôi. Với cơ bản là giống nhau. Nhưng có loại dạng câu hỏi khó hơn. Có dạng câu hỏi khó hơn nó biểu hiện này. Người ta không hỏi chúng ta về nguyên lý về mối liên hệ phổ biến mà người ta hỏi rằng người ta yêu cầu chúng ta phân tích cái phần ý nghĩa pháp luận này này lúc bây giờ các em phải xác định là cái, cái nội dung câu hỏi trọng tâm nó rơi vào chỗ nào cái câu hỏi người ta đưa ra đó là cơ sở khoa học hoặc là cơ sở lý luận của nguyên tắc toàn diện là gì chú ý cho mình câu này nhé cơ sở lý luận hoặc là cơ sở khoa học của nguyên tắc toàn diện là gì hỏi sớm phân tích yêu cầu của nguyên tắc toàn diện Chấm, liên hệ thực tiễn Đấy, hoặc là liên hệ với ngành nghề của chúng ta ví dụ như vậy câu hỏi này mà nếu bạn nào không hiểu câu hỏi kem đi trình bày từ khái niệm rồi đến là phân tích tính chất kem còn chơi tiếp nữa là phân tích cả ví dụ ở phần tính chất này sau đó kem trình bày pháp luận nếu ngay dưới góc độ là mình chấm bài thì bài này mình có thể xếp vào dạng là lạc đề không hiểu câu hỏi các em nhớ ngay câu hỏi đó thì các em thấy là cơ sở lý luận của nguyên tắc toàn diện là gì? Phần đó chỉ làm trong khoảng 5 dòng. Nó chỉ có 5 dòng đấy. Mà nếu mà câu ngắn hơn nữa thì chỉ cần có một dòng đã xong. Cơ sở lý luận của nguyên tắc toàn diện là gì? Thì một câu trả lời ngắn gọn nó chính là nguyên lý về mối liên hệ phổ biến. Còn nguyên lý này nó nói về cái gì thì các em phải khái quát lại. Nó chỉ ra rằng tất cả các sự vật hiện tượng trong thế giới này nó làm sao nó tồn tại trong những mối liên hệ phổ biến. Không có sự vật hiện tượng nào tách rời sự vật hiện tượng nào. Nó đều liên hệ với nhau, nó tác động qua lẫn nhau, nó chuyển hóa lẫn nhau. Đều nằm trong những mối liên hệ phổ biến hết. Mà mối liên hệ phổ biến thì nó mang tính khách quan. Tính phổ biến, tính đa dạng phong phú. Thế thì đơn giản vậy thôi. Như vậy nó chỉ có mấy dòng thôi. Còn cái vế đằng sau đó là phân tích. Các em nhớ là phân tích yêu cầu của nguyên tắc đó. Thì đây chính là trọng tâm điểm. Còn cái phần liên hệ là phần bổ sung thêm nó chiếm thêm khoảng 20% số điểm. Thế các em phải học được và đọc được cái câu hỏi đó nó hỏi về cái gì, vậy thì các em phải xoáy sâu vào cái gì? Nội dung điểm rơi của nó rơi vào phần lý pháp luận này, phần phân tắc cái nguyên tắc toàn diện này. Nhưng mà còn một cái dạng câu hỏi nữa, cái câu hỏi này hôm trước có một bạn đưa ra cho mình. Cái câu hỏi này thì thực ra là cái người mà người ta ra câu hỏi ấy, người ta lại hỏi như vậy thì nó cũng không thực sự là ok lắm nhưng mà người ta yêu cầu phân tích như này tức là vẫn chấp nhận được nhưng người ta yêu cầu các em đó là gì đó là phân tích cơ sở lý luận hoặc là dùng hôm nay từ chính xác là cơ sở khoa học của nguyên tắc toàn diện đấy, người ta yêu cầu các em chỉ có mỗi thế câu hỏi nó là phân tích cái cơ sở lý luận hay là cơ sở khoa học của nguyên tắc toàn diện chấm liên hệ bản thân ờ, cái câu hỏi này thì thật ra sự rất là lạ cái cái câu hỏi ra nó rất là lạ lạ theo cái nhiều nghĩa lắm thế thì nếu mà câu hỏi người ta yêu cầu các em là phân tích cơ sở lý luận hay là cơ sở khoa học của nguyên tắc toàn diện thì các em phải làm sao các em phải lại phải là gì đặt tập trung vào các em phân tích cả nguyên lý luôn còn cái điểm trọng tâm của nó không phải là các em đi phân tích và trình bày phân tích sâu sắc cái nguyên tắc toàn diện các em có nêu ví dụ nguyên tắc toàn diện nó là cái gì nhưng mà ấy ở đằng sau thôi đầu tiên các em phải phân tích được cái gì cơ sở luận của cái nguyên tắc này là cái gì đã phải là nguyên lý mọi lệ phổ biến và sau đó từ khái niệm thế nào tính chất của nó như thế nào đấy và sau đó là sao các em mới rút ra cái gì rút ra cái đấy các em chú ý mình nha đấy là cái cách hỏi cách hỏi thầy lưu ý các em với một nguyên lý này thì nó có thể có nhiều cách hỏi khác nhau nhưng cũng có cách hỏi người ta chỉ hỏi rất đơn giản thôi người ta hỏi các em là gì hãy phân tích các cái tính chất của phân tích tính chất của nguyên lý về mối liên hệ phổ biến thế là người ta yêu cầu các em là chỉ cần phân tích mỗi tính chất thôi tức là các em nắm được ba cái tính chất đó là các em trình bày là ok rồi tất nhiên để mà nói như vậy thì không phải bụp nhát vào các em trình bày ba tính chất tính khách quan tính phổ biến tính đa dạng phong phú là gì mà đương nhiên các em vẫn phải nói một chút về khái niệm hoặc là quan niệm sau đó các em nói là tính chất thứ nhất nó biểu hiện như nào tính khách quan thế nào tính phổ biến thế nào tính đa dạng phong phú như nào và đương nhiên đã nói là phân tích thì các em phải làm gì lấy ví dụ để làm rõ cái nội dung lý luận đó và từ đó thì bắt đầu mới rút ra cái gì nguyên tắc toàn diện nhưng các em chỉ nói là rút ra nguyên tắc toàn diện thôi chứ các em cùng lắm các em chỉ nói một vài câu của nguyên tắc toàn diện này chứ điểm lại không rơi vào chỗ đó mà rơi vào phần tính chất này thôi đấy thì các em nhớ là thầy nói các em là các em phải phải hiểu được cái câu hỏi người ta hỏi thế nào trọng tâm điểm nó rơi vào chỗ nào để các em lựa chọn kiến thức để làm sao cho nó phù hợp chứ còn thời gian các em biết rồi một câu này chỉ được có 60 phút thậm chí ba điểm thì chúng ta chỉ dành cho nó tầm khoảng 50 đến 55 phút thôi mà các em lại đi trình bày người ta yêu cầu các em phân tích cơ sở luyện nguyên tắc toàn diện là gì sau đó phân tích yêu cầu nguyên tắc đó và sau đó liên hệ thực tiễn mà các em lại trình bày từ phần khái niệm sau đó các em đến phần tính chất ba tính chất các em lấy ví dụ từng tính chất một sau đó các em mới đi vào phần ý nghĩa thứ nhất là các em không có thời gian đến cái nội dung trọng tâm thì các em không đầu tư được đấy và hơn nữa khi chấm điểm người ta không hề cho các em cái điểm ở bên trên mà người ta còn đánh vào là gì bản thân các em không hiểu câu hỏi các em còn bị trừ điểm tiếp kem thiệt đơn thiệt kép đấy là phần lưu ý về câu hỏi nhé bây giờ đi vào nội dung bên trong thứ nhất là chúng ta đi tuần tự này các em nhớ này nhưng mà nó có rất nhiều những cái mà nội dung nó lớn ấy cho nên là thầy cũng không phân tích hết nhé không thể phân tích hết, hết cả được các em nhớ là đọc trong ngân hàng câu hỏi khái niệm mối liên hệ là gì mối liên hệ phổ biến là gì sau đó tính chất trình bày ba tính chất sau đó ý pháp luận nhớ như vậy